Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi video Khánh Phi Home Channel. Giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Elica, đó là máy hút mùi đảo Elica Icona Light BL-MAT-F60. Hãy cùng Khánh Phi Home tham khảo những thông số chi tiết cho sản phẩm này nhé. Máy hút mùi đảo Elica Icona Light thiết kế thân và lực hút mạnh mẽ, có hệ nút cảm ứng nổi tạo cảm giác sang trọng hiện đại. Icona Light là máy hút mùi và cũng là một chiếc đàn chùm ấm áp có kiểu hình kim tự tháp tối giản. Hiện có phiên bản màu đen nhạt, màu trắng và thép không rỉ, tích hợp một dải đèn led dài chiếu sáng đồng bộ và hài hòa trên bề mặt bếp nấu. Có đủ hai phiên bản ống thoát và thang lọc biến không gian bếp đảo trở nên mạnh mẽ và hiện đại. Kích thước chiều rộng 598mm nhân chiều sâu 440mm nhân chiều cao từ 450 đến 1210mm. Đèn led 1x7W, điều khiển cảm ứng 3S cộng B, gồm 4 tốc độ hút, lực hút 300 đến 800 mét khối một giờ, độ ồn thấp 47 đến 62 decibel, tổng số hấp thụ 207W, lưới lọc có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh, thang lọc hoạt tính. Lưu ý, sử dụng baking soda và muối pha với nước nóng ngâm tấm lưới lọc để loại bỏ các chất dầu mỡ nhanh chóng. Khánh Phi Home đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 và được Elica chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm Elica chính hãng. Và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành khi mua các sản phẩm của Elica tại Khánh Phi Home nhé. Nếu các bạn quan tâm, hãy ghé ngay các cửa hàng của Khánh Phi Home để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập website khanhphihome.com.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Hãy like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Phi Home Channel theo dõi nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!